Chào mừng tất cả các bạn đã tới với chuỗi video đào tạo của công ty trách nhiệm hữu hạn Việt. Tôi là Đình Quân, tôi sẽ đồng hành với các bạn trong loạt video về tối ưu hóa trong bộ giải OptiShark của hãng phần mềm Ante. Trong bài 3 này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tối ưu hóa save và tối ưu hóa size. Tiếp tục chúng ta sẽ tiến hành bài toán tiếp theo, đó là tối ưu hóa save. Đây, đây chính là cái mô hình của chúng ta. Cái mục tiêu mà chúng ta muốn hướng tới ở đây đấy là giảm thể tích, tức là chuẩn bị tạo một cái nốt cho trước và tốt này, nốt ở phía dưới trên tay phải chúng ta nhỏ hơn 30 mm. Bởi vì thiết kế ở đây chính là các dạng tạo bụng, tạo chức năng là 21. Tiên chúng ta phải định nghĩa các hình dạng đó. Riêng đối với bài này thì cái việc đầu tiên chúng ta phải làm là định nghĩa các hình dạng trước khi định nghĩa thiết kế. Định nghĩa thiết kế của chúng ta các hình dạng cho số trước, nên chúng ta phải tạo các hình dạng bằng trước. Axis và optimization, tôi sẽ chọn 21 và chọn domain. Chúng ta sẽ global moment để auto function rồi các tuyển chọn khác sẽ thể là định và generate. Thì các điểm màu đỏ chính là các điểm được gọi là global handle, tức là các điểm kiểm soát chung global, và các điểm màu cam chấm vào màu cam này sẽ gọi là các local handle, tức là các điểm kiểm soát ở trên vùng địa phương. Đầu tiên thì với chúng ta sẽ tạo hình dạng đầu tiên. Chúng ta sẽ trở lại một phần bóp, chúng ta vẫn là chúng ta đứng vào phần bóp. Sau khi đầu tiên chúng ta sẽ tạo phần bóp này. Sau khi chúng ta đã tạo đôi bên rồi, chúng ta sẽ tạo vào móc và nôi handle. Thì đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng phương pháp là nôi móc. Chúng ta sẽ chuyển cái điểm handle này, chọn handle này và chuyển cái nút chính giữa của phía bên phải, chọn nút và chọn nút chính giữa. Đó, chúng ta thu được hình dạng này. Bây giờ chúng ta sẽ lưu hình dạng này lại. Bây giờ chúng ta xếp một. Ở đây chúng ta sẽ chuyển sang S mode perturbation. Điều này là để chúng ta khi mà chúng ta sẽ lưu cái shape này cố định ở đây luôn, shape cái cố định cái shape để lại, và nếu chúng ta chuyển cái handle lên trở lại vị trí cũ tạo một shape mới thì cái phần hình dạng cũ này sẽ không bị thay đổi. Chọn shape, chúng ta sẽ chọn just. Đó, sau đó chúng ta sẽ undo all để chúng ta tiến hành tiếp tục di chuyển. Rất tốt. Thì lần tiếp theo này chúng ta sẽ tiến hành di chuyển. Chúng ta chưa có một cái handle, chúng ta cần một cái handle nào ở vị trí này để chúng ta dễ di chuyển ở phía giữa này, tạo một dạng mới. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vào phần chọn xong phần handle, tôi sẽ chọn xong phần handle ban đầu tách lại, return lại, chúng ta chọn handle. Phương pháp của chúng ta sẽ là by node. Tên tên của bạn A by node chọn phần to bên là cái cạnh trên của tấm chúng ta. Nút thì chúng ta sẽ đặt chọn là nút ở giữa này. Rồi chúng ta sẽ tạo handle và return. Chọn nút.
khoảng giữa một tháng. Sau khi dùng xong, chúng ta sẽ hành set tay áp. Tay áp ở đây chính là cái việc mà chúng ta sẽ tạo tại vị trí đó. Tại vị trí đó chúng ta sẽ xem là cái đường cong của chúng ta sẽ là đường cong đường gấp khúc nếu mà chúng ta đặt tay áp một, hoặc là đường cong dạng các hình elip hoặc là tròn nếu mà chúng ta đặt lên hai. Từ đây chúng ta sẽ chuyển sang phần elip để chúng ta thử nhìn thấy trên màn hình luôn. Chúng ta sẽ chuyển nó lên là 1,5, tức là nó cũng là một đường cong nhưng nó không là hẳn là đường tròn. Update. Và như vậy chúng ta đã tạo xong. Chúng ta cũng sẽ return lại để cái hình trở về hình dạng ban đầu. Nó cũng là gốc này, nó sẽ do all để cái hình dạng về ban đầu. Chúng ta sẽ và trước khi mà chúng ta làm những việc như thế, chúng ta sẽ nhớ một điều, đấy là chúng ta phải xếp ạ. Đây xếp hai. Đây chúng ta có thể thấy là bây giờ có một hình dạng thứ nhất là hình dạng số 1, hình dạng tạo hình dạng thứ hai. Undo. Undo all để cái phần cái tự cái hình dạng chúng ta chưa phải bắt đầu. Vậy là undo all này. Sau đó chúng ta sẽ undo all và cái phần return về phần về cái đoạn về cái chỗ mà chúng ta ở trong panel optimization. Ta sẽ chọn là save design, chúng ta sẽ đặt tên là save luôn. Ta sẽ chuyển từ single data thành multiple data. Chúng ta sẽ chọn save một và save hai. ID của chúng ta sẽ là 1, 1, 1, 5. Đây chúng ta có thể chọn là total displacement hoặc là ở đây thì chúng ta sẽ chỉ chọn là như thôi. Chúng ta sẽ update lại. Đó, và như vậy chúng ta tạo xong hai report, đó là volume mà displacement. Ta sẽ tự hành tạo constraint. Constraint của chúng ta sẽ là displacement mình form displacement. Upper 3 step vào đó xuống đấy.
cái gì? Ta sẽ tiếp tục tạo objective. Objective của chúng ta ở đây chúng ta sẽ để là mid, và đây là volume. Sau khi chúng ta biết xong, chúng ta đã có thể tiến hành ta sẽ kiểm tra lại một lần objective function đã đầy đủ rồi. Đây, tất cả đi ra D R C O chúng ta sẽ tiến hành cả chặn. Sau đó chúng ta có thể xem lại cái kết quả của chúng ta như thế nào. Nhưng chỉ thấy là nó chéo xuống, tuy nhiên ở đoạn này chúng ta thấy là nó không còn đường thẳng. Thứ hai của họ là chúng ta sử dụng đường thẳng. Đây của chúng ta đã kết hợp cả hai và tạo thành đường cong. Đây chúng ta sẽ xem tổng suất và xem chuẩn bị. Chỉ sau khi chạy xong thì bị sẽ là ba đặt bảng kết quả ta. Như vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn xong hai phần ở trong phần tiết chỉnh kế, tức là tối ưu hóa set và tối ưu hóa preset. Mình sẽ tiến hành phần cuối cùng, tức là tối ưu hóa về size. Đề bài chúng ta ở đây là chúng ta phải giảm tối đa thể tích của hai chi tiết này, và chuyển vị tại điểm đặt mực tự thì không được quá 0,9 theo phương x và 1,6 theo phương y. Lý thiết kế của chúng ta ở đây sẽ là độ dày của hai chi tiết. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục theo thực hiện bài toán. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành thực hiện bài toán này. Đây là join size chấm h1. Chúng ta sẽ tối ưu cho phần ống này và sẽ vào optimization. Size hoặc là parameter design và sẽ tên là chúng ta là tên này chúng ta sẽ tự nhớ internal value và giá trị ban đầu chúng ta sẽ tên là 1 và 1 giá trị lower là 1 và upper là 5, tức là ban đầu sẽ là giá trị của 1 lần chiều dài và tối đại tối thiểu sẽ bằng 0,1 lần chiều dày và tối đa sẽ bằng 5 lần chiều dày. Nên chúng ta sẽ tối hết. Sau đấy chúng ta sẽ tạo tiếp cho phần dày. Cũng tương tự chúng ta sẽ ăn các thông số tương tự như phần và đó. Chúng ta sẽ phải tạo thêm chúng ta sẽ tạo relationship giữa hai phần đó, đặt tên là property. Chúng ta sẽ tên chọn cho phần thứ hai, phần thứ hai này T. Ta sẽ đặt vào trong ống. Ta phải gạt property ấy vào các biến mình đã tạo trên này. Chúng ta phải gắn cho nó. Như
relationship giữa hai thằng, giữa thằng property cũng như thằng biến design. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo lại là phần y, chúng ta sẽ chọn nốt giống như trước, cùng một nốt đặt lực như thế là lực, và sẽ chọn phương là DOF2. Có một sự nhầm lẫn ở đây, để không phải là phần y mà chúng ta phải là phần z, chúng ta sẽ có thể xóa cái vi con này đi và tạo ra một vi con khác. Ba trở lại được, chúng ta sẽ tiến hành tạo con chuyên. Con chuyên là con chuyên volume. Và như vậy chúng ta tiến hành lập xong và hoàn toàn để tiến hành giải tới khi xong khi xong chúng ta sẽ tiến hành xem là độ dày của các tấm này sau khi chúng ta thay đổi.
xưa. Em để có thể xem cụ thể là chúng ta đang có những điểm nào để chúng ta có thể phần ngay xua nó sẽ áp một cái xua mới sẽ sử dụng là đưa được con chua. Đây là kết quả mà sau khi chúng ta đã thu nhận được là ống tròn thì độ dài nó tăng lên. Phần đường dây thì vẫn được giữ nguyên. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang xem được phần chuẩn bị. Thì giá trị ở điểm này đang lớn hơn cái giá trị. Nhưng mà thì giá trị ở điểm này bắt đầu ấy, chúng ta đang thấy là đây là thiết kế ban đầu thì tăng được 1,02, tức là lớn hơn giá trị chúng ta mong muốn. Và chúng ta xin thiết kế cuối cùng của chúng ta là bao nhiêu? Thiết kế cuối cùng của chúng ta thì giá trị đó xuống 0,7. Giá trị này đã thỏa mãn được giá trị của chúng ta cần. Tiếp tục